Kính thưa quý thính giả và chư đồng đạo, chương trình được liên tục đến bài Trao lời cùng ông Táo. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương chợ quán ngày 3 tháng Chạp năm Canh Thìn. Kính mời chư quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Đôi lời càng hỏi Táo Huân ông sắp tính về chầu thượng giới không? Nếu có việc trần tâu thẳng lẽ, đừng như những kẻ bén hơi đồng. Đêm ngồi nghỉ hỏi thăm ông Táo, sổ sách trần ông tính đã xong chưa? Năm Canh Thìn nhiều trận gió mưa, cho nhân loại trăm cay cùng ngàn đắng. Còn một tháng trong coi dài dặn, chắc 23 theo lệ cùng châu trời. Đêm nay trò chuyện với tôi chơi, thêm dặn trước ít lời ông xin nhớ. Tao cười rằng có chi nhắn nhở, mới hôm nay sao lại gấp quá chừng. Có điều chi lo liệu bâng khuâng, mà vội vã dặn dò tôi sớm vậy? Sải cả cười vuốt ve tâm đại, sợ ngày về ông bận lắm chè xôi. Của chúng sanh làm lễ giảng hồi, e quên mất những lời tôi gửi gắm. Nên tính trước trao tờ cáo thẩm, cuộc trần gian đã trải một năm qua. Luôn từ ngày tăng sĩ xa nhà, đều quốc kết tông qua cùng thường. Ngài dân chỉ đáo lai trần thế, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam. Chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút. Khuyên ba tâm tầm tiên rời tục, chỉ mái trời bày tỏ việc về sau. Gái cùng trai già trẻ bước vào, đường trí huệ quy y gìn đạo pháp. Thần cũng chẳng sai mê chùa tháp, chẳng tham tiền tham vật món chi chi. Hơn năm dư quyết chí duy trì, truyền sanh chúng phải kính thờ trời Phật. Cũng lắm kẻ phàm phu sơ thất, vội trêu đùa
lũ quỷ ngạo đoàn mang. Lúc ăn năn sửa tánh rất thật thà, còn lắm kẻ nghênh ngang theo chọc rồi. Mượn lực pháp ẩn trong bóng tối, mày làm điều phi nghĩa chuyện bất lương. Giả hiểm sâu không thước đo lường, dốc phá hoại đường ngay bối lẻ thằng. Thêm lời tiếng thấp cao nhẹ nặng, làm cho người tu tỉnh phải xót xa. Nên hạ thần kính cần tố qua, xin Ngọc Đế phân minh dùm trần thế. Nay cũng lắm người ưa kinh kệ, muốn tù mà gặp lúc quá gây gòn. Xác trần còn mắt phải neo đò, giờ rước khách đã ngưng rồi năm tháng. Thiền số định cũng chưa quá hạn, nên phải còn bận mãi ách nàng tai. Dòng thánh minh đức ràng khắp nhân loài, ban phước xuống dân lành cho bớt khổ. Gạo lúa kem là đồ sáng thổ, hàng quá cao ấy của ngoại bán giàu. Kẻ nghèo hèn thêm nỗi đói đau, rất mong mỏi an cư cùng lạc nghiệp. Quay trời đất thế trần cũng khiếp, nhưng ngặt loài thỏ cao cứ đua tranh. Lũ sói hùm quơi gút múa năm, cho trăm họ hải hùng cơn sấm nổ. Thần ráng sức ra công khuyến dỗ, dinh thuần phong mỹ tục của rồng tiên. Tập ở ăn theo nết thánh hiền, lòng tô tỉnh dòm Phật tiên nói chi. Bài tường tận trước sau chung thị, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa. Nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học thói mới lăng loạn theo sở dục. Khắp thế giới bình lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Tiếng ai bi thở than gieo dắt, khắp Đông Tây Nam Bắc chiều ưu sầu. Kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu, người bảo ngược thừa cơ nguy thủ lời. Ở thị thiền đua chen xương khởi, những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai. Nào hút thuốc phiện hội che chai, nào trùm đi ma cô nghề hút máu.
Ai để mắt xem đời chua đau, chẳng khỏi than dùm dân tộc hư hèn. Diện áo quần son phân lấn chen, miễn cho mình được lên xe xuống ngựa. Mãn điểm tô huy hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặt đất trời xây. Thấy nhân gian khuynh đảo tỏ bày, cho Thượng Đế làm tường trong sanh chung. Bấy nhiêu điều xét xem nhân chúng, tao để dùm cho thâu đến thiên cung. Còn nhiều điều gớm khiết hải hùng, lấy yếu lược đôi câu mà trần tôn. Nay cùng ông hữu duyên tương ngộ, chúc ông về thường giấy được ban khen. Phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tinh chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian. Bể trầm luân khổ càng sáo đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thánh tình. Nam mô A Di Đà Phật.